Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian, 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời, là ngày lễ quan trọng trong tâm thức của người Việt. Vào ngày này, mỗi gia đình lại làm mâm cỗ cúng tiễn ông Táo về trời. Việc thờ cúng ông Táo nhằm thể hiện sự mong muốn Táo Quân giúp giữ bếp lửa gia đình để luôn hạnh phúc và ấm áp. Tuy nhiên, trong ngày cúng này, gia chủ cũng phải lưu ý, có những điều tuyệt đối cấm kỵ, nếu vô tình phạm phải, thần linh của trách, xui xẻo bùa vây. Vậy những điều kiêng kỵ đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. 1. Thứ nhất, không nên cúng ông Công ông Táo quá sớm. Về thời điểm làm lễ cúng ông Công ông Táo, các gia đình không nên cúng ông Công ông Táo quá sớm. Tuyệt đối tránh cúng vào đúng ngày rằm tháng Chạp, nên cúng sớm nhất là từ ngày 20 tháng Chạp, tức 20 tháng 12 âm lịch đến 23 tháng Chạp. Đồng thời không bao sái giúp chân nhang, dọn dẹp không gian thờ cúng và bàn thờ trước khi cúng ông Công ông Táo. Các gia đình phải cúng ông Công ông Táo xong mới được thực hiện việc bao sái và giúp tỉa chân nhang. 2. Thứ hai là cấm cúng ông Công ông Táo muộn. Thời gian cúng lễ Táo Quân không quá nghiêm ngặt, có thể lễ từ ngày 21 tháng Chạp nhưng nhất thiết là không được làm lễ quá muộn. Từ 23 giờ đêm ngày 23 tháng Chạp trở đi đã được tính sang ngày mới. Nếu làm lễ cúng vào thời điểm này thì không đúng với phong tục, là điều kiêng kỵ khi cúng ông Công ông Táo không được quên. Theo quan niệm dân gian, từ 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các táo bay về trời. Tuy nhiên, theo thời gian thì quan niệm này cũng dần thay đổi. Tùy theo điều kiện gia đình mà làm lễ cúng, vẫn có gia đình làm lễ vào tối 23. Có điều tốt nhất là gia chủ nên sắp xếp công việc để làm lễ cúng trong khoảng thời gian phù hợp. Có thể làm từ ngày 21 tháng Chạp đến trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Khi hương cháy được hết 2/3 cây là coi như lễ cúng hoàn thành, gia chủ có thể hóa vàng, thả cá phóng sinh để tiễn Táo Quân về trời. Thứ ba, đặt mâm lễ sai nơi thờ cúng. Nhiều người thắc mắc nên làm lễ cúng ông Công ông Táo ở đâu, trên bàn thờ hay ở dưới bếp. Sở dĩ có câu hỏi này là vì theo tích xưa kể lại, ông Táo cai quản việc bếp núc trong nhà, người dân theo đó mà luận ra rằng nên thờ cúng ông Táo dưới bếp. Có điều thờ cúng là việc linh thiêng, không phải bất cứ nơi nào cũng có thể đặt mâm lễ mà cúng bái. Điều đó có thể khiến cho thần linh, Phật ý, bởi gia chủ có phần tùy tiện, không đủ thành tâm. Nếu gia chủ có ban thờ Táo Quân ở dưới bếp thì có thể đặt mâm lễ cúng ở đây, song vẫn cần có một mâm lễ nữa ở bàn thờ chính. Ngoài ra, xét theo ý nghĩa tâm linh thì việc cúng lễ phải được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà, bếp là nơi đun nấu. Dù có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì cũng vẫn không gian sinh hoạt chung, không đủ trang nghiêm. Ban thờ chính của gia đình là nơi thờ phụng các vị thần, đặt mâm lễ cúng ở đây mới thể hiện lòng thành kính của gia chủ với các vị thần linh. 4. Thứ tư, cầu khấn sai ý nghĩa lễ cúng. Có thể nhiều người quên mất ý nghĩa thực sự của lễ cúng ông Công ông Táo là để tiễn các Táo Quân lên thiên đình, báo cáo tình hình của gia đình trong suốt một năm vừa qua với Ngọc Hoàng. Trong lễ cúng này, gia chủ nếu có cầu khấn gì thì chỉ nên xin các Táo thương tình giơ cao đánh khẽ, báo cáo những việc tốt đẹp và xin Ngọc Hoàng phù hộ cho năm mới bình an mà thôi. Làm lễ cúng ông Công ông Táo mà cầu xin tài lộc, công danh, tình duyên là không phù hợp, không nên phát tâm cầu khấn những điều này. Năm, thứ năm, thả cá phóng sinh sai cách. Như đã nói ở trên, cá chép cúng lễ trong dịp này là để dâng cho thần linh làm phương tiện về trời. Cá chép ở đây phần nào cũng mang tính chất tâm linh. Chính vì thế, khi thả cá phóng sinh càng không được tùy tiện, cẩn thận kẻo cá phóng sinh không đúng cách mà tạo thêm nghiệp. Khi thả cá nên chọn nơi nước sạch là môi trường tốt mà cá có thể tiếp tục sinh tồn, chớ nên chọn nơi ao tù nước đọng, sông hồ ô nhiễm hay nơi mà nhìn thấy rõ những kẻ xấu bụng đang trực chờ vớt cá. Khi thả cá thì nên chọn nơi gần mặt nước nhất, nhẹ nhàng thả cá xuống cho cá không bị choáng ngất. Tuyệt đối không thả cá từ trên cao, ném từ trên cầu đường xuống nước, cá dễ bị chết, càng không được thả nguyên bao ni lông đựng cá xuống nước gây ô nhiễm môi trường. Hành động không thành tâm, không kính ngưỡng thì khó lòng được thần linh trường giám. Quý vị thân mến, ông Công ông Táo là vị thần cai quản bếp núc. Do đó, trước ngày cúng ông Công ông Táo, các gia chủ nên kiểm tra lại phong thủy phòng bếp nhà mình. Nhà bếp là kho tiền của gia trạch, nếu mắc lỗi đại kỵ trong phong thủy, nhà bếp thì chắc chắn sẽ khiến tiền bạc tiêu tan. Do đó, bên cạnh những lưu ý khi cúng thì gia chủ cũng nên tránh các lỗi phong thủy nhà bếp đại kỵ trong 23 tháng Chạp.
Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Vòi nước hay đường ống nước bị rò rỉ. Trong nhà bếp không thể thiếu được vòi nước hay đường ống nước dùng để cấp nước sử dụng. Trong quá trình nấu nướng, dọn dẹp, nếu vòi nước nhà bạn không thể đóng chặt hay đường ống nước vì nhiều nguyên nhân mà để nước rò rỉ ra ngoài, thì chắc chắn đây chính là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình tài lộc của bạn. Bởi nước là thủy, đại diện cho tài lộc, mà nước rò rỉ cũng chính là tài lộc thất thoát, trôi đi theo dòng nước. Vòi nước hay đường ống nước bị rò rỉ là một lỗi đại kỵ trong phong thủy nhà bếp. 2. Xung đột nước và lửa. Thủy khí từ đường ống nước và hỏa khí từ bếp mà gặp nhau tất sẽ sinh xung khắc, sẽ khiến cho thủy hỏa bất dung. Do đó khi bài trí và sắp xếp nội thất trong nhà bếp, cần chú ý không đặt bếp cạnh những đồ vật mang hành thủy hay chứa nhiều nước như chậu rửa, ống nước, vòi rửa, tủ lạnh. Cũng nên tránh đặt bếp ở vị trí đối diện với những đồ vật này. 3. Là hũ gạo trống không. Có thể bạn không biết những hũ gạo đóng vai trò quan trọng với việc trấn tài. Đặt hũ gạo đúng chỗ có thể khiến cho tài lộc vượng phát. Hũ gạo đầy mà tài lộc đầy nhà. Ngược lại, hũ gạo trống không hay không có hũ gạo thì chắc chắn là điểm phá tài. Nhà kho trống rỗng chẳng còn chút của cải nào sót lại. Đó là vì gạo đại diện cho tài lộc. Không có gạo tức là kho tiền của bạn chẳng có gì. Đặc biệt, hũ gạo rất kỵ màu đỏ, tuyệt đối không nên chọn hũ gạo có màu này. Đỏ là màu của hành hỏa, mà lửa của hỏa sẽ thiêu đốt tiền tài, khiến cho vận trình tài lộc nhanh chóng sa sút. Dù có kiếm được nhiều tiền thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng thể giữ lại trong tay. 4. Đặt máy giặt trong nhà bếp. Đây là một lỗi đại kỵ trong phong thủy của nhà bếp. Nhiều gia đình vì thuận tiện nên đặt ngay máy giặt trong nhà bếp, vô tình khiến cho lượng nước cần tiêu thụ ở vị trí này gia tăng rõ rệt. Nước chảy thì tiền bạc tiêu hao, lượng nước máy giặt cần dùng quá lớn khiến mất cân bằng ngũ hành thủy hỏa trong nhà bếp. Bên cạnh đó, nước xả ra từ máy giặt không được sạch sẽ, ảnh hưởng đến vận khí trong nhà bếp. Ngoài ra, nếu xét về vấn đề sức khỏe thì trong nước xả có chứa rất nhiều vi khuẩn không tốt cho sức khỏe con người. Nếu để vi khuẩn đó xâm nhập vào thức ăn trong bếp thì càng thêm nguy hại. Coi thường vị trí đặt máy giặt có thể khiến cho tai họa khôn lường ập xuống. 5. Đặt gương trong bếp. Lắp gương trong nhà bếp là một trong những lỗi đại kỵ của phong thủy nhà bếp. Đặc biệt, gương không được chiếu tới bếp. Nếu gương được đặt ở bức tường phía sau bếp thì sẽ chiếu tới thức ăn trong nồi, khiến cho tác hại càng thêm lớn. Thiết kế như vậy trong nhà bếp được gọi là thiên môn hỏa, sẽ khiến cho gia trạch gặp phải hỏa hoạn hay khiến cho gia chủ gặp phải điều bất hạnh. Tuy nhiên, nếu đặt gương chiếu ở nơi bàn ăn của gia đình, phản chiếu đồ ăn trên bàn thì lại có thể tăng thêm tài lộc cho gia chủ. 6. Nhà bếp nằm ở vị trí hung vị phá tài. Hướng đặt bếp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và túi tiền của gia chủ. Nhà bếp thuộc hành hỏa mà phương vị hành hỏa trong gia trạch là hướng nam. Nếu nhà bếp của bạn đặt ở hướng nam thì trong nhà hỏa khí đắc vị, công danh sự nghiệp cũng như tài lộc của gia chủ được trợ lực bừng bừng hỏa khí, sức sống dồi dào. Còn nếu như nhà bếp đặt ở hướng tây bắc thì lại phạm lỗi đại kỵ trong phong thủy nhà bếp. Đó là hung vị phá tài sẽ tạo ra các mục hỏa chiếu thiên môn. Sách xưa có viết, hỏa chiếu thiên môn tất thổ huyết, hỏa chiếu thiên môn gia đạo bất hòa. Vì thế, nếu nhà bếp nằm ở hướng tây thì nên thay đổi ngay, kẻo chẳng sớm thì muộn, tiền bạc cũng sẽ tiêu tan, hao tài, phá tài mà gia chủ còn dễ gặp họa huyết quang. Quý vị thân mến, tránh những lỗi kiêng kỵ này trong ngày cúng ông Công ông Táo, gia chủ sẽ được phù hộ may mắn, dư giả cả năm. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.